Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình cùng với em Sài đang có mặt tại thôn Khô Miền. Thì hôm nay thì có nghe anh em Sài kể và là trong thôn có một hộ gia đình là chồng là bị bệnh máu trắng. Vâng. Chồng là nó bị máu trắng. Thế là bị lâu chưa? Bị được mấy năm nay rồi. Nhưng mà có đúng là kết luận là bệnh máu trắng không hay là thế nào? Anh em nó cũng nói bảo là bị máu trắng mà. Cũng đi hai lần mà ở dưới Hà Nội rồi đấy. Có nghĩa xuống bệnh viện rồi. Xuống hai lần rồi. Bác sĩ cũng kết luận là bị bảo là bị bệnh máu trắng rồi đúng không? Thế gia đình này là ở chỗ nào? Trên này à? Ở trên này thôi. À đi qua đường vào nhà giàng này à? Không qua đâu mà. Ngay gốc chế này xong vòng lên trên này. Gia đình đấy là có mấy người? Gia đình đấy thì còn với bố với lại mẹ thì mất sớm rồi. Còn với bố với lại nó vừa lấy vợ, còn bốn người. Thế là có con chưa? Đang để được một con tầm của một tuổi. Ủa rồi, con còn bé thế thôi à? Thế mà bố đã bị bệnh máu trắng rồi. Đấy, tuổi nghiệp quá, nhìn nó thương, tuổi nghèo nó. Thế lần trước sao anh không thấy Phành nói gì nhỉ? Trước là nó vẫn đi viện nhưng mà Phành cũng bảo là nó cũng chưa về thì cũng không nói kia, nó sợ nó lại ấy. Nó đi hai lần rồi mà, lần thứ hai rồi đấy. Thì mấy hôm nay nó đang về được tuần nay. Thế gia đình đấy kinh tế thế nào? Gia đình đấy thì nó cũng nghèo thôi, nó cũng chả có cái gì đâu. Nó cũng chỉ mẹ thì mất sớm rồi, nó cũng chỉ bố nơi nương tựa nó thôi, còn nó chả có cái gì đâu mà. Gia đình nó cũng rất là nghèo, nó có một con trâu xong là nó vừa bán xong nó đi chữa, anh em nó còn giúp được một tí xong là mấy người giúp một ít, nó cũng hết rồi, nó chả còn nữa. Anh em nó nói bảo là bị bệnh máu trắng thật nhưng mà mình cũng chưa thực tế là đi xem. Bởi vì anh em nó cũng kể như thế rồi nhưng mà cũng chưa biết được, họ trực tiếp nói mới biết thôi. Đâu nhà đấy ở đâu? Đây nhà này này. Em ấy tên là gì? Tên đấy tên bố nó là tên là bố của nó là Chính cơ. Tên là bố Chính à? Hay là tên là Chính? Không, tên bố đẻ của nó mới là Chính rồi, còn tên nó thì em cũng không rõ lắm. Em không biết tên à? Em chỉ biết tên người Mông của nó thôi. Tên người Mông gọi là gì? Gọi là Chơ. Chơ à? Nhưng mà em cũng không biết là tên người ấy là anh nào thôi. Em chỉ biết tên người Mông. Đâu nhà nào? Đúng nhà này thôi. À nhà này luôn gì? Thực tế vẫn nghèo mà. Cũng là nhà trình tường đất. Không biết có ở nhà không? Chết. Vâng, cháu chào chú nhá. Chú đang làm gì đây chú? Cái chú ăn này hai lần. Con nhớ chú định lấy cái đun cái này lên để uống à? Vâng. Đây là thuốc ở chú lấy từ đâu về đây này? Hay là mua ở dưới chợ về đấy, này nó bán dưới chợ mà. À, chợ phiên hả chú? Không, chợ Thuần Hòa này. Là họ bảo là đun nước uống. Đun nước uống mà bỏ nó. Bỏ nó này, thuốc na này, nó mà trứng hà này về. Nó mà hai lần, bắt đầu nó vào như thế này, nó mà bỏ nó thuốc na, nó mà bỏ hết thuốc rồi. Vâng, chú cứ đun đi, xong là chú ra đây cháu hỏi nhờ một tí. Vâng, chú cứ đun cho con của chú đi. Nó mà cái này nó mà mình mua lấy cái chắc không biết gì nó mà họ bỏ có hay có khẻ hay không mình không biết. Vâng. Nhưng mà mình phải biết thuốc mình mới cho uống nhá, chú nhá. Đấy là nó mấy đứa này là nó chuyên bán thuốc đấy này rồi. Không thì uống linh tinh để sợ nguy hiểm đấy.
Nước hết. Hết là như nước bèo chả lấy hết bèo chết chi. Đỏ đỏ đây đó. Chú ơi, cho cháu hỏi chú một tí. Thế nhà chú là có mấy cháu? Bây giờ trong nhà mình á. Vâng. Con ấy, chú có mấy đứa con? Chú có một đứa này thôi, hai đứa gái còn đứa trai thôi. Thế là hai đứa con gái chú là đi lấy chồng hết rồi. Vâng. Bây giờ còn mỗi đứa con trai này. Thế chú hôm đi bệnh viện ở dưới Hà Nội kia là chú đi được mấy lần rồi? Hai ạ. Đi được hai lần rồi à? Một năm đi một lần đến chiều. Một năm chú đi mới đi một lần à? Thế con của chú là bị mấy năm rồi chú? Chả biết là nói tới này cũng chiều khó. Nếu mà mình nói tới này ngại coi rồi. Vâng. Chiều khó. Thế trước chú lấy tiền ở đâu mà đưa con đi bệnh viện, đi xuống Hà Nội? Phần đó gì? Nhiều thế này. Thì cường bà bò bắt cháu đi thôi, nếu mà cháu bò hết rồi. À, trước là chú bán bò với bán trâu. Chú là cũng không nói được tiếng phổ thông mấy. Vâng. Chú lại không nói được mấy. Thế chú bán hết mấy con trâu, mấy con bò rồi? Gần ba con. Ba con cả trâu cả bò rồi. Là bây giờ là không có con nào nữa rồi. Bán con lượn theo nữa. À. Mỗi lần đi là có mất khoảng bao nhiêu tiền chú? Một lần về thì hơn 30 triệu. Mỗi một lần đi là mất 30 triệu. Vâng. Cháu thì hôm nay cháu lên đây thì cháu cũng nghe xài này kể với cháu thôi. Bảo là ở trong thôn em có một người, bảo là cũng vừa đi chữa bệnh ở dưới Hà Nội. Xong bảo là bị bệnh máu trắng. Thế cháu mới lên xem em là có đúng thực tế là hoàn cảnh như thế không. Mình không không biết đâu nữa mà mình ông già mình ở nhà đấy họ chụp ảnh nó bỏ bỏ nó như thế thôi. Nếu mà mình biết trẻ con nó mà già này cái nó hít thuốc bỏ hàn ra mình bỏ nó cũng hít thuốc rồi. Nó mà về mình lấy thuốc nam cho nó rồi mà. À là chú khác đi lấy thuốc nam về. Vâng. Rồi mới khở con nó mà mình không gắn được thuốc nam được. Con chú là năm nay được bao nhiêu tuổi rồi chú? 45 ạ. Không, con thôi mà. Con chú này? Mười chín. À, 19 tuổi. Vâng. Gia đình này nghèo, nó lại vừa không có tiền nữa. Mình mong nó cũng chả biết đi làm nữa. Đi làm nó cũng không như thành phố nó khác hơn. Trên này nó người dân nó cũng nghèo, nó cũng chả có tiền. Bán hết cho bò đi thì nó cũng chả còn cái gì nữa rồi. Coi như trong tài sản đấy hết luôn rồi. Mà có một ít ngô, một tông thế này thôi. Giảm lên cái gì vậy? Vẫn còn trẻ bị máu trắng này. Rất là khổ thân. Vợ chú là mất lâu chưa chú? Mất từ con cháu này nó ngoài 8 tuổi mất nó 7 tuổi mới rồi. À. 7 tuổi là mất. Mất rồi nó mày trông nó lớn cái này như thế mình chịu khó. Vâng. Nói chung là bệnh tật nên là mình cũng không thể tránh được. Vâng. Tránh nó là mình không biết được.
Bây giờ cháu sang xem con của chú xem nhé. Vâng. Chú cũng đi ra đấy xem cùng cháu. Khổ thân nhỉ, con trẻ. Năm nay có 19 tuổi. Mồ côi mẹ từ lúc 7 tuổi. Thế con dâu của chú đi làm gì rồi? Đó là đi bắt kỳ thế nào đó mà bây giờ nó không có kỳ đun nước cho người ta về xem mình đấy. À, có nghĩa là không có củi đun nước để người ta anh em đến thăm hả chú? Vâng. À, đi lấy củi rồi. Vâng. Vâng. Chú ơi, bây giờ cháu lên đây thì hôm nay cháu cũng qua em xài này và là nói với cháu là trong làng có người là bị bệnh tật như thế, anh lên xem là anh giúp được gì không, thì thực ra cháu cũng lên quay chia sẻ thôi cho các cô các bác, nếu mà xem hoàn cảnh thực tế đấy, cháu bị bệnh như này thì các cô các bác có lòng quan tâm thì có gì thì cháu sẽ quay lại nhà chú nhá. Hôm nay cháu lên đây là cháu có ít quà cho con của chú, cháu cũng không có nhiều đâu. Vâng nhá, chú mua, cố gắng mua gì về cho con chú ăn nhá. Vâng, cố gắng thôi chú ạ. Nói chung là bệnh tật thì mình không không thể nói được. Rất là buồn. Thôi cố gắng lên nhá chú nhá. Bây giờ không biết làm thế nào rồi, cố gắng chăm sóc con chú thôi. Nghiêng khó quá, lấy ống mút này mút được. Yếu lắm, gầy hết. Mặt xanh xao hết. Còn này đẹp trai đấy chứ. Đẹp trai. Thế là bị nông nối này. Gia đình là nghèo, nó cũng không có cái gì, bây giờ tiền nó cũng chả có nữa, cũng không biết làm thế nào. Bây giờ lấy thuốc nam thì cũng phải mất tiền. Chú đi mua thuốc nam này hết bao tiền chú? Thuốc nam nó đi một lần nó là một lần nó là đi 200-400 cũng có. Là mua khoảng 400.000 cơ. Vâng. Là đun được khoảng mấy lần uống? Nó là bảo nó là một ngày thì uống 3 lần thôi, nó mà cái đủ ra ngày. Nó mà có mà lấy cả hạt tẩy này mà cái tẩy vẫn còn đấy. Tẩy về là mình đun dần uống. Cứ một ấm là uống được 3 lần. 3 lần nước. Đúng rồi, 3 lần nước. Nó mà một ngày uống với uống 3 lần. Vâng. Chịu đi còn chạy thế này. Chả biết nó mà hệ nó thế nào đó. Thế từ lúc về nhà là cứ nằm thế này thôi à? Thì như thế thôi. Hơn tháng rồi. Đi ra này cũng hơn tháng. Về nhà hơn tháng rồi. Cái nó chỉ nó nào? Nó muốn là mà nó tỏ chứ. Hay có hai con lì đó chứ rồi nó chỉ cho hai lì. Nó... mà chị ta chị này nó mua cái tao họ về thăm nam số family số về thăm thì ông số family nó mà ông ấy kia nhiều quá mà nó vẫn nó mà hơi chạy nữa
mấy ngày uống số Fami xong rồi lại tiêu chảy đi, lại người lại yếu quá. Ừ, uống xong rồi lại bị tiêu chảy. Ừ, ăn ăn cơm. Thế em có ăn được cơm không? Em vẫn ăn được, em ăn được nửa bát này, nửa bát đi. Một ngày thì chỉ có ăn một hai bữa thôi. Thế người là khắc mệt vào à? Người mệt lắm, dạy không được đâu. Dạy là ngã, phải có một người phụ. Em bị biết mình phát hiện vì mình bị bệnh này lâu chưa? Gần bây giờ là được một năm rồi. Được một năm rồi. Năm rồi. Ừ. Trước là còn khỏe phải không? Trước vẫn là khỏe. Trước kia nó coi như thế này, nó mới lại đi chữa nó về. Đi chữa xong rồi khỏe tí xong về. Về đây này. Bây giờ nó lại bị. À, đây vừa đây à? Ờ. Vừa đi làm về à? Nem à chú ạ, lúc nào chiều thì che chỗ cửa sổ kia đúng vào rồi, nó mà nó chói quang, vào hết đầu đúng rồi. Đúng rồi. Nắng quá. Với lại chú nóng quá thì này. Mùa này nó không không lạnh mấy thì bỏ bớt chăn đi được mà. Không chăn màn nhiều quá thì nó ngột ngạt khó thở ấy. Mơ chị thằng nào mà. Nhưng mà anh hôm nay lên đây chỉ là nghe anh xài này giới thiệu thôi. Anh ấy bảo là em vừa đi viện về nên anh lên lên thăm thôi. Trước là học cái lớp mấy? Học cái lớp 8 đó. Ừ, vẫn học cái lớp 8. À, con đây, cò đây. Cò béo mập này mà nhờ. Hôm nay nó hay khỏe đó. Đấy. Ôi giời. Cùng đi điều mẹ đi phát hết mồ hôi rồi. Đúng rồi. Nè à. Đây mùa tối rồi nó chụt chụt à đi cho đi. Nóng này là được trên tay là thích rồi nhỉ. Nó nói muốn đi tắm chảo luôn đấy. Không à. Không à. Đấy rửa cả chân cho nó sạch vào. Nó đi lấy củi cùng luôn á. Không đi. À chị. Để nhé. Rồi. Cô thân quá nhỉ? Thân quá, nó mới bật chạy, thương lắm. Đúng là người bị bệnh tật này cũng rất là khổ. Nhà bán hết châu bò đi, để mà chữa bệnh. Chữa bệnh cho con thì đành vậy thôi. Coi như là hết tài sản luôn đấy. Mà thực ra trong nhà em chơi này không có cái gì cả. Nhà trình tường cũng nứt hết rồi. Chắc nhà này cũng làm lâu rồi chứ. Nhà này làm lâu rồi. Làm từ chắc là cũng được khoảng năm 8 mấy rồi. Năm 7 mấy rồi. Làm từ thời đấy rồi. Ừ, cũng lâu rồi mà. Mỗi lần còn phải xoa bụng thế cho à? Vâng, bị đau bụng. À, bị đau ở vùng đấy cơ à? Vâng. Hãy cầm cái chìa khóa đi, không tin nó chọc. Nó chọc. Học cả tác lợi đúng không? Đất tỉnh. Học tác Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi nghịch bố nó trèo lên. Này cũng ngoan mà nhờ. Béo mập úi, cẩn thận lại ngã ngửa ra xuống giường đấy. Em bế nó đi vào trong kia đi. Đấy. Cho nó ngồi chơi. Đấy, ngồi đấy thao hồ. Chả biết bố bị đâu đâu, em bé đến thế này chả biết. Bé này không biết đâu. Chả biết gì đâu. Nào nào, lọng, 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 lọng. Đấy, ông bé đi chơi. Không đi. Ho, ru, ru, bé tên rồi nhau. Sai sai, sai sai, cho ông đi. Chết lâu rồi nha. Không chịu đi đâu. Không, không. Cả trời bật lộn ba chứ. Vợ đi làm về bóp bụng cho chồng. Nó đau hết cả vùng bụng hả em? Vâng. Thôi em nhá, bây giờ anh xin phép anh đi về đây nhá. Cố gắng chăm sóc chồng nhá. Ừ. Chú ơi, cháu xin phép cháu đi về đây. Vâng. Cố gắng chăm sóc nhá. Vâng. Có nhá chú nhá. Vâng. Chị với cháu nữa. Vâng. Cháu chào chú nha, chào vâng. Gia đình nha. Vâng. Nhà không sắc không. Tưởng cũng sắc đội. Nếu hết tưởng còn con phụ thân nữa. Đó là tội nghiệp thật. Bệnh tật này là ra là khổ nhất đấy. Dạ. Bệnh này là bệnh hiểm nghèo. 19 tuổi. Mắc bệnh màu trắng, em trơ. Thôi mình về nha. Ôi, cũng thương cho con lắm vậy vì là nó cũng mất rất là nhiều tiền mà cho con mà nó cũng rất là sợ. Bệnh này rất là sợ, nguy hiểm lắm. Thấy, mỗi lần đi Hà Nội mất 30-40 triệu. Ở trong, thực ra trong này làm gì có. Không có đâu, trong này chỉ phí có 1-2 con trâu thì mình chỉ bán cái đấy đi thôi. Còn không lấy được bà này tiền ra được đâu. Còn anh em đông thì nó có thể góp nhau mấy người một ít. Mấy thế là em này cũng bị lâu rồi. Anh nghĩ là bị hơn 1 năm rồi, gần 2 năm rồi. Xong năm bây giờ là yếu. Chắc bị lâu rồi nhưng mà trước là nó vẫn bình thường. Còn cái vẫn khỏe hơn bây giờ. Bình thường nó vẫn đi làm được mà. Nhưng mà năm nay thì nó mới là cũng như là mạnh nhất rồi. Hôm nay mới được em xài dấn lên nhà em chơi này. Em là bị bệnh máu trắng. Cũng bị được hơn 1 năm rồi. Đi bệnh viện 2 lần. Mỗi năm là đi 1 lần. Nhà hoàn cảnh rất là khó khăn. Quý cô bác nào mà xem được cái video này thì có thể đồng cảm được với hoàn cảnh gia đình thì có thể liên lạc lại với mình để hỗ trợ nhà em ấy. Đó là có một tí kinh phí để mà đi viện. Quá thương luôn đấy, thật. Anh sắp rơi nước mắt luôn. Nhìn nó cũng còn trẻ nữa. Thôi bây giờ anh đèo, em đèo anh đi ra đấy là mình về đi. Vâng. Nhá.
bảo hiểm anh cần chưa nhỉ? Cần rồi.